Văn Gỗng sinh năm 1813 tại làng Long Đại, tỉnh Biên Hòa, họ Đạo, Gò Công, nay thuộc thành phố Thủ Đức. Là con đầu lòng trong gia đình 5 anh em trai và một em gái út, Thánh Matthew Lê Văn Gẫm đã được hưởng nơi thân phụ ông Paulo Lê Văn Lại và thân mẫu bà Maria Nguyễn Thị Nhiệm một truyền thống đạo đức thâm sâu. Năm 15 tuổi, Gẫm xin phép cha mẹ theo họ chủng viện Lái Thiêu để làm linh mục. Từ ngày cậu nhập chủng viện, song thân cậu phải làm việc cực khổ quá sức mà vẫn không đủ ăn, buộc lòng đến xin rước cậu về phụ giúp. Vì là anh cả của một đàn em nhỏ dại, cậu đã vui lòng vâng lời cha mẹ, trở về giúp đỡ gia đình, mặc dù lòng vẫn tha thiết với lý tưởng tông đồ. Sau thời gian phụ giúp cha mẹ, cậu thấy gia đình đã khấm khá đủ ăn, nên hồi 20 tuổi, cậu xin phép cha mẹ kết hôn, vợ chồng chung sống êm ấm hòa thuận, cần cù làm việc, siêng năng sống đạo và luôn sẵn lòng giúp đỡ các linh mục trong việc truyền giáo. Cảm ơn ông Gẫm đã giúp chúng tôi trở về bình an. Dạ thầy, đó là vinh dự của con. Đợt này ở bên ăn, chúng tôi làm được nhiều việc hay lắm. Hôm nào gặp lại ông, chúng ta trò chuyện nhé. Rất cảm ơn ông vì mọi thứ và đã chu đáo lo cho chúng tôi. Dạ, không sao ạ. Vậy thôi con xin phép hai thầy con về trước ạ. Chào tạm biệt ông. Năm 1844, theo lời yêu cầu của đức cha Quyến Đắc Thể, Đức Giáo Hoàng Georgia 16 chia địa phận Đèn Trong thành hai địa phận. Địa phận Đông từ Phan Rang ra tới sông Danh do đức cha Quyến Đắc Thể cai quản. Địa phận Tây gồm các tỉnh miền Nam và Campuchia được trao phó cho đức cha Lơ Phe, khi đó đã bị triều đình Huế trục xuất và đang ở Hạ Châu, nay thuộc Singapore. Liệu đưa đức cha Lơ Phê trở lại là mong ước của giáo dân và giáo sĩ địa phận Tây Đàn Trong. Cha Lợi là cha coi xứ vùng Bà Rịa phất lời bề trên, xuất tiền nhà chung cho ông Gẫm đóng một thuyền lớn để tiện việc đi Hạ Châu, Penang và các vùng duyên hải để đảm nhiệm việc này. Bà này, lần này sang Hạ Châu sao mà tôi cũng thấy bồn chồn mãi. Sao thế ông? Hey, dạo này tôi đi thuyền mà bọn lính cứ dòm ngó suốt, việc gì cũng phải dè chừng bà à. Vậy thôi, ông báo cha chuyến này nhờ người khác thử xem. Không được bà, việc cấp bách lúc này là đưa được đức cha về miệt này, mà tôi lại là người có khả năng. Việc nhà chúa, tôi nào dám từ chối. Thôi, lần này tôi đi không có biết gặp gian chung gì không. Bà ở nhà nhớ chăm sóc cho các con và nhớ cầu nguyện cho tôi bà nhé. Rồi rồi, tôi biết rồi. Ông cứ đi làm việc nhà chúa, việc nhà ông để tôi lo, mình trao phó mọi sự quan phòng trong tay ngài. Nói rồi, ông Gẫm từ biệt gia đình, quyết lên đường nhận lấy gánh nặng chúa đã trao ban. Cha có sao không? Ôi, chỗ này nước tạt vô này, coi chừng ướt hết cả sánh kinh, chén thánh rượu lễ. Gán nào, chúng ta còn vài hải lý nữa là tới cửa biển Cần Giờ coi. Sau hành trình dài vất vả vì bão tố và cướp biển, cuối cùng thuyền ông Gẫm đã đến cửa Cần Giờ. Trên thuyền lúc này có đức cha Lơ Phê, đức cha Đi Cơ Lô và ba chủng sinh hồi hương. Thưa các ông, mình đến cửa Cần Giờ rồi, nhưng tôi không thấy ông Huy ở chợ quán đâu cả. Thuyền ta về trễ thế này, đoán chừng ông Huy đã về rồi. Nhưng mà tôi vẫn cứ sợ bọn lính theo dõi tôi. Thôi thì ông cứ cho thuyền neo đậu ở đây thêm 2 ngày nữa xem sao. Khi không thấy ai đón, ông Gẫm đánh bạo đi sâu vào sông Sài Gòn.
Vừa khi ông mới thoát khỏi một đồn canh thì gặp phát hiện một thuyền đang đi tuần. Này anh, hình như phía trước là huyện tuần tra đúng không? Anh xem trên huyện có mấy người. Dạ tôi thấy một toán lính có 5 người thưa ông. Anh cho tàu sắp đại xem sao, tôi có chuyện muốn nói với họ. Ông gặp đấy à, ông đang đi đâu đấy? Sao tôi thấy trên thuyền đông thế? Dạ, tôi đi từ Hải Châu về, tiện thể mang theo một vài người bạn. Dạo này các quan khỏe không à? Hả, tụi tôi thì có gì mà không khỏe chứ, còn đi tuần đều thôi. Thôi, về lẹ đi, ở đây mình lắm chuyện. Vừa khi tàu ông Gẫm vừa qua trắc lọt thì một trong số bọn lính phát hiện trên thuyền có người ngoại quốc. Ê, tụi mày, hình như thuyền cha Gẫm chở Tây Dương, mau quay lại nhanh. Bắt lại. Không xong rồi, nó phát giác ra rồi. Xin các cha trốn đi, còn các thầy hãy mau cùng tôi chống trả. Này các anh, chúng tôi đến truyền đạo yêu thương, xin được dùng vũ lực và truyền đạo. Nhanh, bắt chúng lại, đưa về quan lãnh thưởng. Sáng ngày 8 tháng 6 năm 1846, lính áp tải thuyền ông Gẫm vào bến Nghé. Ông bị tống giam, đức cha Lơ Phe và đức cha Dicolo bị giam ở công quán. Đức cha Dicolo sau này qua đời trong trại giam ngày 17 tháng 7 năm 1846. Còn đức cha Lơ Phe bị dẫn về Hạ Châu, trao cho nhà cầm quyền Anh. Mi tên gì? Khai cho rõ việc. Tôi tên Lê Văn Bủ, 33 tuổi, quê ở Hì Gìa, ghe đi muối ở Hòn Phú Quốc sang Hạ Châu để bán. Tại Hạ Châu, tôi gặp hai giáo sĩ Tây Dương, xin theo ghe tôi vào Đức Nam Kỳ, lại có những học trò cùng xin quá giang về nước, tôi chở họ để lấy tiền công. Lại còn gian xảo, lính đâu? Lãnh 30 triệu cho ta. Đi Hải Châu thì khai là đi Hải Châu bán muối, chở người về rõ ràng trong ghe, mà còn đánh nổi gì chứ? Mi chở thầy Tây về đây làm gì? Bởi lòng tôi mộ đạo nên mới đem hai hạt ấy sang đây để truyền giáo cho thiên hạ cải tà quy chính. Vậy mi chở hai người ấy đi đâu? Dạ, về chợ Sỏi. Chợ Sỏi? Ta thấy chợ Sỏi không có ai đi dạy đạo. Vậy mi chở về nhà ai chưa chấp hả? Tôi nói chợ Sỏi mà quan không ưng, biết nói đi đâu bây giờ. Xin quan làm ơn làm phước chỉ giúp tôi để tu khai cho vừa lòng quan. Cải tà nữa hả? Lính đâu? Dạ, lính đâu? À, nè, mi bỏ đạo đi, ta tha cho. Bằng không, ta làm án chặt đầu mi. Không, tôi giữ đạo được trong lòng mẹ. Ông cha tôi, gia đình tôi đều quyết giữ đạo, tôi làm sao bỏ được. Lính đâu? Dạ, dẫn nó về ngục. Và tấm đòn tách thịt thấu tới xương lần nữa, nhưng một mực sống chết tuyên xưng danh Chúa. Các quan họp lại làm án tố về triều đình Huế. Trong lúc chờ vua phê án, có mấy người lương dân gan dạ đến thăm ông. Ông Gẫm, ông bỏ đạo đi mà về với vợ con. Không, tôi không bao giờ bỏ đạo. Tôi hàng chết ở đây, tôi không bao giờ bước qua. Ông Gẫm à, ông đừng có sợ nha, ở đây có Chúa, Chúa ở cạnh ông. Có sao đâu, tôi có ăn trộm ăn cướp gì đâu mà sao phải buồn. Được chết ở đây là một điều mừng lắm rồi. Thôi mọi người về đi, kẻ bọn lính này bắt bây giờ. Chúa
11 tháng 5 năm 1847, ông Gẫm được dẫn đến pháp trường Gia Còm, nay là nền nhà thờ Chợ Đuổi. Xung quanh có các tín hữu và lương dân hiện diện. Ông Đội Bằng và ông Trường Phước phải xô đẩy đám đông để đưa cha thám đến gần giải tội lần cuối cho vị tử đạo. Ông Đội cũng tặng đao phủ 3 quan tiền để anh ta chém thật gọn, giúp anh mình đỡ đau đớn. Tiếng chiêng trống đổ hồi, đám đông thương tiếc. Viên đao phủ không giữ được bình tĩnh, hắn phải chém đến 3 nhát, đầu chúng dân mới liệt khỏi cổ. Mày đâu? Chết! Chân lý tin vui cho khắp muôn nơi cuộc đời hồng ân kêu rối.